từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp hai câu phía trước là căn bản có căn bản này thì phía sau chúng ta có thể làm được từ tâm là gì từ tâm là thương yêu từ của nhà Phật là lạc gì? Hy vọng thấy được hết thị chúng sanh trong đời này đều có thể hạnh phúc vui vẻ mỹ mãn. Đây là tâm của thánh hiền nhân. Đây là tâm của Phật Bồ Tát. Thánh hiền Bồ Tát không có tật đố không có ngạo mạn niệm niệm hy vọng mọi người đều tốt mỗi mỗi đều thành phật trong hành môn đức hạnh căn bản nhất chính là Mười thiện nghiệp Không sát sanh Không trộm cắp Không sát sanh Tuyệt đối không làm hại hết thảy Sanh mạng Cho đến dưới hoa cỏ cây cội Bây giờ phải thêm vào một câu Tuyệt đối không tùy ý đi phá hoại Sơn Hà Đại Điện Đó là tâm thương yêu Không trộm cắp Là nghĩa là đại duy nghĩa à, Tuyệt đối không thể, đôi 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 thể chiếm lợi gì của người khác Phải nên giúp đỡ người khác Thanh tựu người khác à, Buông xả không chê không <laughs> Buông xả chiếm hữu Tùy thuận tự nhiên Trong mạng nghèo nàng Vui với nghèo nàng Trong mạng phú quỷ Vui với phụ quỷ không quá đáng cái gọi là lý được tâm an hiểu rõ đạo lý thì tâm họ đã an đạo lý này trong điện tích của thánh hiền trong kinh giáo của phật tâm thật đã an sau khi an định thì họ vô cầu, vô cầu thì trí tuệ mở ra, không trộm cắp, không tà hạnh. trong tà hạnh quan trọng nhất là giam dơ. Cái này nên dứt Không giọng ngữ Trong giọng ngữ mở ra bốn điều Tuyệt đối không lừa dối người khác Người khác lừa chúng ta Chúng ta không lừa họ Vì sao vậy? Họ không biết họ là Thánh Hiền Họ không biết họ vốn dĩ là Phật Người học Phật chúng ta biết được Phật dạy hết thể chúng sanh vốn dĩ là Phật Chúng ta là chúng sanh, chúng ta vốn là Phật Chúng ta tùy vốn dĩ là Phật Thì không thể nào lừa dối người khác Đâu có lý Phật Bồ Tát lừa dối người khác Chúng ta nên học Phật Học Phật không lừa dối người khác Không hai lưỡi, không gây xích mích thị phi Không ý ngữ, không nói lời ngon tiếng ngọt Không ác khẩu Ngược lại của không ác khẩu chính là thái độ hòa nhã người khác nghe quý vị nói chuyện êm tai nghe rồi sanh tâm quan hỷ giữ tâm không tham không sân không si đây là mười thiện nghiệp